Hỏi đầu tiên, một vị Phật tử ở miền Bắc có hỏi như sau: ly tứ cú tuyệt bách phi có nghĩa là sao ạ? Ly là lìa, tứ là bốn, cú là câu, tuyệt là bỏ hẳn, bách là 100. Cũng chẳng có, cũng chẳng không, cũng chẳng phải có mà cũng chẳng phải không. Đó là cái đó. Còn cái bích phi này là 100, tức như là tôi đã có nói trong cái quyển nào rồi đó. Có nghĩa là bỏ hẳn 108 câu hỏi, người ta hỏi cái gì, hỏi chứ thế nào là Phật, thì cái này nó thôi gì vật lý, nó là phi Phật, phi là không, không có Phật. Vì thế mà cái tổ Bồ Đề Đạt Ma hỏi có Phật không, không có, ông nói tại cái câu này cái tuyệt bích phi. Là 108 câu hỏi, bất cứ hỏi câu gì thì mình trả lời là không. Hỏi bất cứ hỏi cái gì thì mình đặt cái câu hỏi chữ đầu là chữ phi, phi Phật, phi tâm, phi pháp, phi vật, phi thể, phi phải, phi quấy, đó là 100, nhưng mà điều đúng của nó là 108 câu. Vì thế mà bên cái Tịnh độ ta sử dụng 108 câu, ta làm cái chuỗi á, chuỗi lần hợp là 108 hạt chuỗi. Đó. Rồi, câu hỏi câu thứ hai đi. Tại sao khi mình tưởng mà loài cô hồn lại biết được và chiều theo cái tưởng của mình? Tưởng là, bây giờ cô hồn là cái gì? Cô hồn là nó là cái tâm linh, nó nhìn thấy. Bởi vì người ta nó nhìn thấy được cái tưởng của con người. Vì thế mà cô hồn nó nhìn thấy ai tưởng cái gì nó biết. Vì thế mà nó, cô hồn mà nó xấu, cô hồn không phải là cái loại nào nó cũng xấu hết. Nó hiểu được cái mình muốn cái gì thì nó dụ cho mình theo ý của mình. Vì thế mà nó có cái câu chuyện mà cái ông gì mà bên Ấn Độ hôm qua đó, hôm qua bên Trung Quốc đó. Cái người mà tu chứng tha tâm thông, tha cái là nhìn thấy được cái tâm mà suy nghĩ của mình, nó gọi là chứng tha tâm thông, cái đó là gọi là người chứng cái cõi âm đó. Vì thế mà mình hiểu cái gì mà tưởng gì nó sẽ giúp mình. Vì thế mà ông đó ông để tâm thanh tịnh, biểu ông hỏi về thấy tâm ông ở đâu, hoàn toàn nó không biết, nó chửi. Nó ông là ma chứ không phải Phật gì vậy. Ông tính, ông xưng là ông là thánh đó, thấy không? Vì ông kia ông chửi, ông quản đi. Vì của hồn nó có cái, nó hiểu lên, nó nhìn thấy mình phát ra cái gì nó biết. Của hồn nó tương đương với ông Phật. Ông thần 10, nó 9. Nhưng mà thần thì có sử dụng sức mạnh thôi, còn nó là dùng cái hiển linh để nó dụ người ta. Bởi vì tất cả những cái gì mà trên cái thế giới này đói ra thì hoàn toàn cô hồn nó dẫn đi hết, nó chiêu lòng hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Con gái của cháu bị bệnh trầm cảm, cháu mở kinh an vị Phật cho con nghe, có giúp ích được gì hay không? Này tùy theo, trầm cảm mà nó thuộc về thần kinh á, thì không hết. Mà trầm cảm về âm thì hết. Ha, trầm cảm mình âm, có nghĩa là cái dùng âm nó nhập á, thì hết. Mà về thần kinh nó không ổn định thì không hết. Rồi hỏi tiếp đi. Trước nhà cháu có một cây đa, thì có người nói là cây đa thì có người âm rất nhiều. Vậy cây đa đó có ảnh hưởng gì đến con gái của cháu bị bệnh trầm cảm hay không ạ? Cây đa nó lâu á. Thì bởi vì nếu cây đa mà nó lâu là cái hồn cây nó hiện. Nên nhớ là tất cả cây trong rừng, cây vật cây là cây đa, là cái bằng cô hồn nó ở nhiều hơn. Rồi cái nó hạp mà, nó hạp. Tùy theo nó lớn nó nhỏ. Nếu mà nó lớn cái cây đa lớn thì chắc chắn là cõi âm đã ở nhiều, nơi thích hợp cho loại âm ở. Còn cái chuyện mà bây giờ trước mắt á, cái bệnh trầm cảm này khám bác sĩ coi thế nào, đo điện tâm đồ hết đi, đo cái tần số điện thì cái này là bác sĩ nó trị được. Nếu mà trầm cảm gì mà mơ tưởng thì do con hồn vô thì coi chừng. Thì cái mà về thiền tông nó không phải trị đâu, mà thiền tông nó có cái lực dương đưa đến đâu cô hồn sợ vậy thôi, chứ không phải
Đó, mình phải hiểu cái này chứ không phải là thiền tông mà trị bệnh vậy thôi. Tại vì cái thiền trong nó dương, cái gọi âm nó không dám lại gần vậy thôi, thì có thể nó bị xuất ra vậy thôi. À, nhưng mà trước mắt ở thế giới này, tất cả về bệnh thì đi tìm bác sĩ trước. Thì là ông bó tay, ông cho tôi biết, thì mới thử qua cái chuyện này. Cái này gọi là thử thôi, chứ không phải là, chứ không phải thiền tông trị bệnh đâu. Thiền tông là nói bằng sự thật thôi. Giống như cái người mà họ thích tưởng đó, mà mình nói sự thật họ không chịu, họ bỏ họ đi. À, mình nói bằng sự thật, cái mấy người mơ tưởng á. Mơ tưởng là gì? Tưởng này tưởng kia. Ta nghe cái ông giảng thiền tông, ta ghét nó bỏ đi thôi, nó không hợp vậy thôi. Rồi hỏi tiếp đi. À, thưa bác, cháu thấy có nhiều vị gặp được thiền tông thì ngộ rất nhanh. Còn cháu nghe đài và theo dõi giải đáp của bác gần 3 năm nay mà cháu không thể ngộ, chưa xuất ra kệ được. Vậy có cách nào giúp cho cháu ngộ được hay không ạ? Cái ngộ thiền này là do cái bảy con người ta đó, cái nó có 10 tần số. Nếu mà anh ở tần số 9, số 8 thì còn có thể. Chứ xuống số 7 thì thôi khó lắm. Bởi vì nó cái tần số này nó dương, nó bắt được mới bắt được thôi. Còn tần số âm bắt khó bắt. Thì giờ chỉ có nước á, mình muốn làm kệ thì nên nhớ rằng ở trong thanh vắng mình mở tất cả những câu kệ người ta nghe đó, rồi mình bắt nhịp. Bắt nhịp rồi bắt đầu mình đưa câu nào lưu lại câu đó. Rồi để từ khi cái tự động á, mình cứ quen vậy tự động cái kệ nó sẽ xuất ra. Mình dùng cái viết mình viết liền à, tự động đó, nó bắt nhịp, gọi là bắt nhịp. Duy nhất chỉ có vậy thôi. Nhưng mà tại vì mà người ta mà sở dĩ mấy cái người tê văn thơ giỏi đó là vì người ta dương, nghe tới cái nó bắt liền. Còn mình âm quá, văn thơ nó không nổi được. Nó chỉ có đơn giản thôi. Thế giới này một con người dù nam hay nữ vậy, nếu mà âm quá nó không có hợp với cái thiền tông này. Nam nữ cũng vậy. Mà là mấy người mà âm nhiều quá là thích để gì? Cúng tụng cầu xin. Ông bà mình cũng thuộc về cúng là thuộc về âm, mà cúng cái chuyện này chuyện kia nó cũng thuộc về âm. Bởi vì trong cái đạo Lão Tử á, Lão Tử là chuyên môn cúng, mà ta cúng ai? Ta cúng cô hồn, chứ không phải là tôi cúng ông Lão Tử cúng ông trời đâu, không có cúng đâu. Nhưng ông Lão Tử cúng ông cô hồn, ông hiểu cái này chứ. Nhưng mà về sau mấy cái người này á, đưa cái cúng qua tất cả những cái chuyện gì mà nó thuộc về âm họ cúng, thì họ khuất bóng họ cúng, nó không có đúng. Vì thế mà cái đạo Phật nó biến dạng ở cái chỗ cúng này nè. Đạo Phật nó đầu tiên là có hai chữ giác ngộ giải thoát. Giác ngộ là anh hiểu, tức như anh hiểu muốn thành thần phải tu thế nào luôn. Muốn thành người giàu hay là người nghèo cũng theo cái công thức của đạo lão, chứ đạo lão nó rành lắm. Nhưng mà còn đạo Phật á thì nó đúng ra cũng bắt trước theo cái công thức đạo Phật, rồi gọi là đạo công thức. Mà công thức căn cứ vào nhân quả luân hồi. Đạo Phật là công thức mà căn cứ vào nhân quả luân hồi. Phải hiểu vậy mới hiểu đạo Phật được. Mà đạo Phật cái pháp môn thứ sáu là cái pháp giải thoát đó. Khó lắm, khó mà. Bởi vì thế giới này nó quay, nó hút vô cái lực âm, thành ra giải thoát khó lắm. Vì thế mà cái thiền tông này phải đợi cho khi nào là người văn minh lên cao, người ta mới hiểu cái này. Bây giờ nên nhớ rằng thiền tông nó ra đời, nó công bố từng chi ly một mà người ta còn chửi. Huống chi là cái người mà chưa văn minh, làm sao họ chịu nổi cái này. Đó, thành ra muốn tu mà muốn bắt nhịp làm thơ, làm kệ thì phải nó đúng theo cái lực dương nó mới vô được. Còn cái người lực âm đó, kiếm một câu thơ không ra đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Bác từng nói người được bí mật thiền tông là Phật nhân mở ra rồi. Vậy tất cả những người được truyền bí mật thiền tông là đều là Phật nhân hết, có đúng hay không ạ? Đúng, nhưng mà điều mình coi chừng nó quay đầu.
ông Phật nó truyền một trăm người, 95 người đó nó cũng quay đầu hết, là sức hút vật lý mà không thể thoát ra được cái quy luật này đó. Sức hút vật lý là cái ham muốn của con người đó. Thì Đức Phật gọi là cái ham muốn là ma vương đó, chứ không có gì đâu, chứ không phải con ma dương là cái con ấy đâu, mà cái ham muốn con người chính là ma vương đó, thấy không? Thì cái này do cái tưởng con người thôi. Thế giới này là danh tiền tài, danh lợi và địa vị. Anh muốn thoát ra cái ba cái này không thể dễ thoát đâu. Bây giờ nên nhớ rằng dù anh có công đức nhiều bao nhiêu cũng được, nhưng mà khi mà anh về Phật giới mà anh chỉ cùng có một cái tâm niệm ở lại thôi, thần bôi liền, bôi công đức anh quay ra. Nên nhớ nó khó chỗ đó, chứ không phải là tôi có công đức nhiều tôi về đâu. Sau cùng mà anh chỉ, bởi vì nói là tại sao mà trong cái giờ dặn dò tôi nói anh muốn về Phật giới phải ham muốn mãnh liệt, đừng có ham muốn gì thế gian này, thì ông thần mới thả. Còn nếu mà muốn, nếu mà mình ham muốn không về Phật giới thì chỉ ham muốn nhớ là cái gì của thế gian này, ông thần bôi liền. Nên nhớ ông bôi bằng gì? Ông nhuộm bằng điện từ âm, bôi vô nó đen liền. Thì lúc đó mình muốn về không được, không thấy đường sao về, nó đã nhuộm đen rồi không thấy đường về. Nó phải hiểu cái nguyên tắc cái thế giới này. Vì thế mà muốn về Phật giới không phải dễ đâu. Vì thế mà ta nói thật kỹ rằng phải ham muốn mãnh liệt, công đức phải nhiều, chứ đừng nói ha, tôi có công đức nhiều rồi tôi không chịu về sao đây. Đó, phải hiểu cái thế giới này nó khó, muốn thoát ra cái thế giới vật lý này khó lắm, chứ không phải dễ đâu. Vì thế mà Đức Phật bảo nó là tất cả những gì mà tích tụ nhiều ở thế gian này khó thoát lắm. Tại làm sao? Đức Phật phải bỏ cung vàng địa ngọc ra gốc cây ngồi. Tại sao ông Trần Nhân Tông phải bỏ thành Thăng Long trèo lên núi ngồi? Có dễ đâu. Bây giờ cái di tích còn lại thì ổng ngồi trong ổng mới có cái căn thôi, căn phòng rồi là ổng ngọa am, cái am để ổng nằm ổng ngủ thôi đó, chứ đâu có cái. Còn ổng cất duy nhất có cái chùa Đồng để ổng trả lời giờ cho ông Triệu Nhật Trường thôi. Còn bây giờ mình là canh cái bằng cất nhà to lớn mà nó chuyển sai hết đó, thì nó khó đó. Đức Trần chúng ta không biết chứ sao không biết. Thì bây giờ chùa Thiền Tông Tân Diệu nối tiếp cái dòng Thiền Tông này để công bố và phổ biến ra thôi. Nhưng mà cũng phải nói rằng chỉ có 5% người truyền thiền được tiếp tục đi thôi. Thì bây giờ nói, Phật nói 5%, chứ giờ mình cố gắng mình nâng cấp lên. Người ta dạy chỉ cho rõ rồi thì mình coi có thể là mình tăng thêm được bao nhiêu phần trăm là do mình. Chứ ông Phật, ông chỉ thấy là thì 100 người chỉ có 5 người đi thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Vậy người chưa được truyền bí mật Thiền Tông mà họ biết được công thức và tạo được công đức thì lộ trình về Phật giới của họ có giống với người được truyền bí mật Thiền Tông hay không? Nó có nhưng mà nó thiếu phải 10%. Là gì á, khi mà được truyền thiền thì thần Kim Cang thật. Ông Phật không đến, ông thần Kim Cang phải chứng cái này. Thấy không? Bởi thế giới này là thế giới của thần. Phật, một vị Phật đến chứng kiến, còn không chứng kiến thì vị thần bắt buộc phải chứng kiến cái chuyện này. Giống như là một cái lễ gì lớn đó, chánh phủ trung ương không đến thì chánh quyền địa phương phải dự. Bắt buộc phải có người dự này. Thì cái người nào mà được truyền thiền thì nó vững chắc hơn thôi. Nhưng mà nếu mà anh không được truyền thiền nhưng mà anh quyết chí thì cũng giống như người kia thôi. Cũng như là một người ở trong lớp học á, trong lớp học ngồi học đàng hoàng, một người học hàm thụ đứng bên ngoài vách nghe. Nếu cái người kia đi thi làm bài đúng thì vẫn đậu thôi. Cái người ở trong trường cũng đậu mà người đứng ngoài cũng đậu. Mà giờ thời gian giờ nó có cái người mà ta gọi là học hàm thụ đó, ở nhà học. Không? Mà khi đi thi ta vẫn nộp đơn ta thi đậu là ta đậu. Chứ người đi học chính quy mà không đậu là sao? Cái người học hàm thụ là đậu. Do cái hiểu sâu xa của người ta.
Rồi con hỏi tiếp đi. À, người mở con mắt đạo là người như thế nào ạ? À? Cửa mắt đạo này đó. Nói nếu con mắt đạo thì đối với thiền tông không xài. Con mắt đạo là cái gì? Là con mắt của A-la-hán đó. Con mắt đạo thuộc về A-la-hán. Vì A-la-hán nó có diệu dụng mà A-la-hán phải là cấp 5 trở lên. Và A-la-hán cấp 1, 2, 3, 4 không xài được. A-la-hán phải cấp 5. Có 5, 18 tầng bậc anh phải từ cấp 5. Thì anh mới có lực, có cái lực đạo. Vì thế mà tôi không dám nói gì. Tất cả những người mà lập đạo này đạo kia, anh phải có cái con mắt đó. Vì còn nếu mà thiền tông ra đời rồi đó thì nó mới dẹp những cái kia. Chứ ngày xưa mà thiền tông chưa ra đời thì linh thiêng quyền bí, ta nói cái gì cũng có người nghe hết. Nhưng mà thiền tông khi ra đời rồi, linh thiêng quyền bí bị dẹp. Nên nhớ cái chỗ này. Tất cả những người xưa mà ta tính, ta lập ra cái cơ sở gọi là tâm linh thì con mắt đạo thôi, là nói về con mắt A-la-hán thôi, thấy không? Còn không A-la-hán thì ông thánh đâu lập. Có hai cái trường hợp này. Một là chứng, con người chứng A-la-hán rõ ràng. Hai là con người bị nhập, thánh nhập. Thế gian này nó có hai cái trường hợp đó thôi, chứ không có trường hợp khác. Một là thánh nhập, lập cơ sở. Hai, A-la-hán tu đắc đạo, mở cơ sở. Rồi con hỏi tiếp đi. À, từ ngày được truyền thiền cho đến nay, con thường xuyên bị bệnh phải nhập viện. Khi bác sĩ theo dõi thì con không bị gì, nhưng về đến nhà con lại bị bệnh tiếp. Đó, nguyên do là tại sao con bị như vậy ạ? Cái này là do âm, âm nhiều quá. Ngày xưa cúng cái gì, lo cái gì ngày xưa trước á, mình phải hiểu cái đi ngược lại cái giờ thời gian mình hồi xưa mình làm cái gì. Nếu tiêu thiền tông mà đi phản ứng là coi cái gì thì cái đó đi sâu vô, ta sẽ nói riêng, không có được nói cho đại chúng được, thấy không? Cái phần này không nói trong cộng đồng nghe được. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, trước đây con đã từng đi lễ cúng cầu hầu đồng. Sau khi gặp được pháp môn thiền tông và tìm hiểu, con ham muốn được giải thoát và trở về Phật giới. Thưa thầy, con có tu được pháp môn thiền tông không ạ? Này, tôi đâu có thầy bói đâu. Con trước muốn thiền tông thì người ta hiểu trong ba cái điều đó, muốn ham muốn rồi công đức rồi muốn biết đường về thôi. Chứ hỏi được không sao tôi biết. Bây giờ hỏi vậy chứ. À, bây giờ đi Mỹ đi chơi đi du lịch Mỹ 10.000 đô, hỏi cái con có đi được không? Bây giờ sao? Muốn đi thì họ lại có công ty du lịch, hỏi muốn đi không? Là muốn có tiền không? Có thì đi. Còn này hỏi chứ làm sao? Sao tôi biết được? Có nghĩa là thiền tông ta chỉ con đường đi về, mà mình muốn về phải đủ ba cái điều kiện này. Muốn đi du lịch cũng phải có đủ ba cái điều kiện này, phải không? Có nghĩa là đi du lịch có đủ tiền mà do công ty nó ấn định không? Mà mình có muốn đi không? Nha. Chứ đừng có hỏi này, hỏi có được không? Để làm cái tôi thì bói cũng được. Đi không, được không là do mình. Người ta đã nói thẳng rồi. Ta đã thẳng nói cho mình biết rằng muốn về Phật giới, ham muốn có công đức, đường về phải cho thông. Không thông ra ngoài kia mày của hồn nó gạt. Nó gạt rồi không về được. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, con đã gửi kinh sách, chuông mỏ, khăn áo hầu đồng vào chùa, có sai trái không ạ? Mà gửi gì? Vô đâu? Vô chùa hả? Nhưng mà chuông mỏ áo gì con lập lại coi. Con đã gửi sách, chuông mỏ, khăn áo hầu đồng vào chùa. Chùa gì? Chùa nào? Tất cả thiền tông không có đưa vô vật lý được, hoàn toàn không có làm được. Kể cả ông thầy người ta tu các pháp môn vật lý, mình cũng không nói cho người ta nghe được rồi. Cái người thường mà còn nói không được, chứ đừng có nói, đừng gửi mấy ông thầy, không được.
Ông thầy nên nhớ thế giới này tu để được cái gì? Bởi vì mình nói một cái câu này vừa mở miệng tu là bị nhân quả rồi. Thế giới này, thế giới vật lý, anh tu là anh bị rồi. Anh tu anh để được cái gì? Thì anh tu mà luân hồi thì được nha, mà tu giải thoát hoàn toàn không được, không sai giữa chữ tu. Thế giới này anh tu ở nhà, xuất gia vô nhà Như Lai. Nhà Như Lai là nhà thanh tịnh. Mà mình không thanh tịnh mà vô mà gõ cốc cốc là sao? Hết thanh tịnh. Tụng cho lớn hết thanh tịnh. Ngồi đọc, ngồi thiền để cô hồn nhào vô hết thanh tịnh. Nó phải hiểu nguyên tắc đó. Muốn giải thoát giác ngộ thì phải học cho hiểu. Muốn giải thoát phải học công thức, chứ không phải vô đi tu. Thế giới này, muốn thoát ra thế giới vật lý này không tu, mà nói tóm ra, bò ra, bò cho đi ra khỏi cái quy luật vật lý này. Chúng ta tu, ngồi đó là thua rồi đó. Ngồi thiền là chết rồi, gõ mõ là chết rồi, tụng kinh là chết rồi, cầu nguyện là chết rồi. Theo quy luật luân hồi. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Thế giới này gọi là thế giới nhân quả luân hồi của vật lý. Mình phải biết, còn không biết thì đừng có... Phải học cho kỹ. Bây giờ Tiền Tông ra đời, người ta mới nói cho ngày trước khi 14 tháng 5 2017, không ai biết cái giác ngộ giải thoát là cái gì hết. Thấy không? Bây giờ ta đã công bố ra rồi, thì mình nương vào đó. Nương vào đó mà theo cái công thức người ta mà để trở về Phật giới. Thiền Tông phải học công thức, chứ không phải Thiền Tông mà tu. Tu là sai. Rồi con hỏi tiếp đi. Trong kinh Duy Ma Cật có nói ông Duy Ma Cật là một cư sĩ trí tuệ như một vị Phật, và có nói ông có 30 người vợ, mà không có nói về quê quán của ông ở đâu. Vậy thì có đúng sự thật như vậy hay không, hay là ân ý điều gì ạ? Cái này ông Duy Ma Cật không phải nói ông có 30 vợ, ông có một bà thôi, nhưng mà có nói là ông biết rằng ở dòng Thiền Tông này sẽ có 36 người tiếp nhận. Nên nhớ là cái là này là chung phải mấy ông kêu bằng tu vật lý, ông kêu nói nó móc nó méo gì mà cật ta. Vậy kinh Duy Ma Cật mấy ông tu sĩ không đồng ý, mà kinh Duy Ma Cật chỉ có người cư sĩ mới đồng ý thôi. Thấy không? Ông còn biết nó thiệt là ông giống ông là kiến tánh luôn mà, nhưng mà ông không bằng Phật thôi. Vì Phật á, là có người chứng, nhưng mà Phật thì ngộ ở trên quả trời đâu xuất, ông ngộ tại thế gian này. Ông là một người Phật sống tại thế gian này, nhưng mà với cái tư cách giảng đạo không có. Là vì sao? Vì thế gian này giảng đạo thì anh phải là một tu sĩ. Vì thế mà cái câu là sa môn thuyết tỳ kheo thính được. Nghe không? Còn nếu mà kêu bằng mấy ông mà cư sĩ thuyết sa môn không được quyền thính, không được. Một cư sĩ nói chuyện ông thầy không được quyền nghe, mà ông thầy nhỏ nói chánh thức trở thành một vị tăng rồi thì giảng hòa thượng vẫn nghe được. Đó là ta ép trong cái khuôn phép của cái thế giới gọi là thế giới tu hành. Vì thế mà trong thế giới tu hành nó có ép cái người nữ không bằng cái người nam mà. Bất cứ đạo nào cũng vậy, người nữ phải thua người nam. Tuy là một tỳ kheo tăng hoặc tỳ kheo ni, nhưng mà tỳ kheo ni bắt buộc vậy, dưới ông tỳ kheo tăng một đất. Nó áp dụng về cái luật âm dương mà. Vì thế mà rõ ràng nhất là tôi không nói đạo nào, bất cứ tôn giáo nào, bất cứ đạo nào, người tu sĩ nữ vẫn thua người tu sĩ nam. Trong đạo Phật nó cũng nằm trong cái dạng này. Phải nên nhớ đạo nào cũng nằm ở giờ này. Thấy không? Bây giờ tất cả những người mà ở thế gian này, cái bây giờ nói thật á, tất cả người thế gian mà cái gì ta cũng hiểu hết, mà ta không có tu, mà ta không có xuất gia, thua cái ông thầy. Ông tiên kia ông biết ít hơn nhưng mà vẫn thua. Đó là cái thế giới vật lý ta phân biệt. Thiền Tông ra đời nó mới nói được cái này. Vì trước kia anh chị
ông bà cũng là trong Phật giới đi ra, vô đây mới sinh ra nam nữ. Do điện từ nó quét mạnh âm thì là nữ, quét mạnh dương thì nam, có vậy thôi, biến dạng. Khi mà anh về bên kia thì cái âm dương trả lại cho thế giới vật lý này, thì về bên kia cũng là không có nam nữ vậy đó, cũng không có nam mà cũng không có nữ, mà nó chỉ là tánh Phật trong sáng vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Người học thiền tông sống nghề gì thì cứ làm nghề đó, mà phải tuân thủ quy luật nhân quả của nơi trái đất này. Vậy người sống như thế nào thì đúng với luật nhân quả? Bây giờ nói thế giới này mình làm cái gì nó cũng bị nhân quả hết, không có trúng luật gì trời đơn. Có nghĩa là thế giới này mình làm cái nghề gì cũng được, nhưng mà nếu muốn về Phật giới phải tạo công đức. Nên nhớ rằng mình sống thế giới này làm hành cử chỉ, hành động, suy nghĩ đã là bị nhân quả rồi. Nhưng mà thoát ra nhân quả này là ai thực thi? Là do ông thần. Mà khi mãn cuộc đời của mình rồi, mình có công đức, ông thần dám thực thi nhân quả không? Là tự mình giải thoát mình về. Nhưng mà vượt về mình phải hiểu công thức. Thì công thức là khi nào mà quyền ký của Đức Phật công bố ra mới hiểu được công thức. Chứ thế giới này làm cái gì nó cũng bị nhân quả hết. Bây giờ nói thiệt á, bây giờ anh buôn bán, nếu mà nói là 10% là lỗ, thấy không? Thì có lúc nào ế lắm thì bán lời 10%, còn không phải lên 20-30% là bị nhân quả. Nhưng mà cái đó thế gian không cần. Có nghĩa là khi nào tôi muốn về Phật giới thế gian này làm cái gì cũng được, nhưng mà điều mình tạo cái phước dương thì cái phước âm nó không có chi phối mình được, mình hưởng phước dương. Còn mình mà tạo gì ác đức hay phước đức gì cũng được, nhưng mà khi đã về Phật giới có công đức, tôi về đây là âm dương trả lại cho thế gian này, nó không thua vậy đó. Còn người ta nói thì mình ở thế gian này làm gì thì cứ làm cái chuyện đó, nhưng mà làm một cách đàng hoàng vậy thôi. Chứ sự thật của mình, giờ mình nói mình hù, nói là nó làm cái gì cũng nhân quả, người ta yếu quá, mấy người ta tin, không tin sâu, ta bỏ, không được, ta hoang mang. Mà khi thiền tông nó nói ra rồi á, trên thế gian này nó có lực âm dương, anh dương nhiều thì đẩy ra khỏi trái đất, âm nhiều ở trái đất, công đức nó đẩy ra ngoài trái đất, anh phải đi ra đó. Đi ra nhưng mà phải biết cái công thức. Khi nào quyền ký công bố ra, cái pháp môn thứ sáu được công bố ra thì mới biết đi ra. Chứ trước công bố quyền ký, có ai dám tuyên bố về Phật giới không? Bây giờ nhiều ông thầy tu 50 năm hỏi giác ngộ gì hoàn toàn không biết. Làm sao đây? Chữ giác ngộ thôi. Và nhiều ông thầy tu từ 15-20 tuổi mà tu tới 90 tuổi hỏi giác ngộ gì không biết. Làm sao đây? Nó khó là khó đó. Bây giờ ông Phật ông nói khi nào quyền ký công bố ra thì cái giác ngộ giải thoát người ta mới hiểu được. Vì thế mà mấy cái cốt chuyện mà vua Lương Võ Đế tưởng đâu cất chùa lớn rồi đổ tăng nhiều là có công đức, ông không hiểu. Mà khi nói thật ra thì ông chửi rồi, ông chửi ông Bồ Đề Đạt Ma liền, thấy không? Mà nói đúng ra đó, ông Bồ Đề Đạt Ma là cũng thử thôi, chứ sự thật mà ông cắt nghĩa chi tiêu thật chùa Tân Diệu thì chắc lẽ cô không chửi được đâu. Có chửi ban đầu thì lúc sau cũng nghe. Và có nhiều người đó, nhiều người muốn đi tới chùa Tân Diệu để nghe, đã tu lâu năm. Tôi nói muốn đi thì làm ơn, không có mặc áo. Tôi không có tiếp riêng nha, lại đây muốn làm vậy làm, muốn nghe nghe chứ tôi lại đây không có tiếp riêng. Muốn hỏi gì trong lúc tôi nói á, thì muốn hỏi gì thì hỏi, chứ hoàn toàn tôi không tiếp riêng. Nên nhớ một cái điều, bởi vì tôi cũng ngại cái với mấy ông thầy tu, tôi không dám. Bởi vì dù muốn không mà tôi lấy thấy ổng tôi phải xá luôn, chứ tôi đâu dám nói gì. Rồi, hỏi tiếp đi. Người học thiền tông khi về già bị mất trí nhớ, đến khi mất thân thì chung ấm thân có còn nhớ lời dặn dò đường về Phật giới hay không ạ? Nếu mà mất trí nhớ là do cái cơ địa mình á, thì nhớ.
thì nhớ về Phật giới. Vì khi mà cơ địa mình không còn sử dụng, là gọi là tứ đại không còn sử dụng, thì cái trung ấm thân nó không bị vướng vào trong cái bệnh của tứ đại. Mất trí nhớ do cái bệnh tứ đại khác nha, còn mất trí nhớ mà theo cái kiểu mà âm thì không được. Âm nhiều quá nó cũng mất trí nhớ, mà âm nhiều quá là nó không hiện ra được, nó không hiện ra ánh sáng. Cái nhớ đó là cái ánh sáng, mà nếu nó đen thùi thì ánh sáng nó không phát ra, thì cái trung ấm thân không nhớ được. Mà nếu mà mình có công đức rồi thì nó rất sáng. Khi mà thân tứ đại mình nó trục trặc nó bỏ đi thì nó trở ra mang trung ấm thân, thì nó sáng, còn cũng giống như con người thông minh thôi, bình thường thôi. Thấy không? Mình phải hiểu. Mất cái trí nhớ do cái thân tứ đại là khác, mất trí nhớ do cái điện từ âm nhiều quá là khác. Mình hiểu cái này, mình ở trong cái dạng nào. Thấy không? Chứ còn nếu mà nói chung chung là không đúng. Rồi con hỏi tiếp đi. Khi mình chìm sâu vào giấc ngủ thì cái Phật tánh có ngủ theo mình hay không ạ? Phật tánh làm sao ngủ, nó là một điểm sáng hoài thôi. Nhưng mà tại vì thế giới vật lý này, cái tứ đại nó ngủ, nó mỏi, nó mệt. Nó theo cơ chế vật lý âm dương thì nó phải tối thôi, tới tối là bắt đầu nói gì, nó phải nhắm con mắt lại. Mà nhắm con mắt lại thì cái Phật tánh nó vẫn còn, nhưng mà nó không giống như đóng cửa cứng, nó không cách nào nó thoát ra được. Vì thế mà mình phải hiểu thế này nè, mình vào ngủ sâu cỡ nào nha, mà vỗ một cái biết liền là sao. Ông Phật tánh ông nhảy ra, mấy ổng đâu có ngủ đâu, đụng tới ổng biết. À, là phải hiểu chỗ này. Ngủ là do tứ đại, tứ đại nó mệt mỏi, nó theo quy luật vật lý âm dương. Vì thế mà ban ngày để ý nè, cái người mà làm việc ban ngày á, 10 tiếng á, nó không mệt bằng cái người làm ban đêm 10 tiếng. Đi ngược mà, đi ngược vật lý. Vì thế mà tất cả công ty nó trả công cho mình á, anh làm ban ngày á, ví dụ 10 đồng, ban đêm nó trả tới 20. Nó phải trả để lấy cái sức khỏe, bộ bổ sức khỏe lại mà. Đó là theo quy luật vật lý cái này. Rồi, câu hỏi tiếp đi. 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của một vị Phật là do phước đức tạo thành hay là do công đức mà ra? Cái do cái phước đức, người nào có phước đức thì nó, mà một vị Phật á, thì nó phải toàn hết cái này. Thì tất cả những con người có cái gì thì nó phải hiện tướng hết. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là nó hiện của một vị Phật. Chứ một vị thánh không ăn thua, không ăn thua. Thấy không? Do một con người đó có phước là tất cả từ ánh con mắt, cái chân mày, từ cái lỗ mũi, cái miệng, cái răng, cái gì nó là vậy đó. Tất cả con người à, từ trong thân con người, trong tim gan tỳ phế thận, nó cũng rất hoàn chỉnh, thì mới gọi là 80 vẻ đẹp. Cái chỗ đó đó có nghĩa là hình thể ông bao nhiêu, có cái gì nó là hoàn chỉnh đấy, gọi là hoàn chỉnh, gọi là vẻ đẹp. Cái này nó do là cái phước đức của người ta. Thấy không? Còn cái công đức nó không có nói ở trong cái thế giới vật lý đâu, mà trong thế giới vật lý là do cái phước đức. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm hiện Bửu Tháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mở Bửu Tháp là muốn dạy chúng ta điều gì ạ? Bây giờ Bảo Tháp là cái tháp quý, là một cái con người của mình. Bởi vì trong nói là tứ vô sở quý, tứ vô sở quý là đối với cái xác thịt duyên hợp. Còn tứ quý, tứ đại là do quý. Đấy là cái nào là cái bảo tháp, tứ cái thất bảo. Nó đúng là cái thất bảo, bảy cái thứ quý của cái thân người. Bây giờ trong đó là đất nước gió lửa và điện là hết năm rồi. Cái gì nữa là tánh Phật, rồi cái gì nữa, tánh con người luôn. Nhờ cái tánh con người mình mới suy nghĩ làm thiện và làm ác, hoặc trở về Phật giới. Đây là bảy cái thứ quý của gọi là thất bảo, bảy cái bảo của một con người. Cái tánh người nếu mình sử dụng ác nó là ác, sử dụng về phước nó là phước, sử dụng tạo ra
công đức nó là quý nhất. Nếu mà tánh người mà không có thì làm sao mà tạo được cái kia. Cái tánh Phật nó vô đây là chỉ mượn là công cụ thôi. Mà nếu mà nó bãi cái này nó hoàn chỉnh, trong đó là thất bảo, bãi cái bảo của một con người. Chứ không phải bửu tháp. Bửu tháp là chính tầng của của mấy cái ông thầy tu tiên. Tu tiên mới gọi là bửu tháp chính, chính tầng của mấy ông tiên. Thì nó lấy theo cái kinh mà gọi là Hoa Sen đó, bảy tầng bậc của Hoa Sen, chín tầng bậc của Hoa Sen. Nó lấy là nó thí dụ là cái này của đạo tiên, còn đạo Phật thì chỉ có thất bảo thôi. Phật chánh gốc có thất bảo thôi. Còn nếu mà đạo Phật mà lấy về chính bảo á, là nó nói về cửu phẩm liên hoa đó. Đi về lên nước cõi A Di Đà ở á, nó còn nằm trong quy luật chân hồi này. Vì thế mà những người mà sống ở trong cái nước cực lạc gọi là tiên, không được là trời. Tiên cõi tam giới nó có là nước cực lạc gọi là tiên, ở đây người sống bồng đai tiên cảnh gọi là tiên. Còn nếu mình ở ngoài thế giới này gọi là người, con người. Giờ con hỏi tiếp đi. Cũng trong kinh Dự Tháp Liên Hoa có đoạn Đức Phật Đa Bảo mời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào bảo tháp và nhường nửa tòa sen, rồi hai vị Phật cùng ngồi trên tòa sen thuyết kinh Dự Pháp Liên Hoa. Bây giờ cái ông Thích Ca này là ai? Phật thành Phật sao? Mà cái mà ông Phật trước là ai? Ông Phật Ca Diếp. Có nghĩa là bây giờ là thì giống như thế gian này, cái ông tổng thống đó, cái nhiệm kỳ ông hết rồi, thấy không? Cái ông mới đắc này, ông lên đi ngồi đây, tôi giao cái ghế này cho ông nè. Đây là cái tượng trưng vậy thôi. Đa số tất cả những người mà làm chủ tịch nước hoặc tổng thống á, khi mà cái người trước mà sắp hết nhiệm kỳ thì cái ông mới phải mời cái ông mới vô. Đây là cái ghế này của tôi nè, tôi ngồi nè. Cái ghế tổng thống là ghế chủ tịch nước. Rồi những gì tôi làm đây tôi chỉ cho ông. Gọi là truyền ngôi báo. Là trong kinh Diệu Pháp Liên Quan là nói cái chuyện này. Vì thế mà đa số những giữ tổng thống trước hoặc chủ tịch nước vừa chuẩn bị hết nhiệm kỳ thì phải mời cái ông kia đến. Ghế này của tôi ngồi, giờ tôi hết nhiệm kỳ tôi giao cho ông. Là tương trưng hai người ngồi một ghế. Trong kinh là nói cái chỗ này. Cái ông Phật trước ông hết nhiệm kỳ để ông đi trở về Phật giới thì ông Thích Ca, ông Ca Diếp bắt buộc phải phân thân đến mời ông Thích Ca vô cái địa vị này ngồi. Bây giờ đó nhiệm vụ của ông thời này là tới ông à, tôi đã xong rồi. Mà khi ông Thích Ca mà ông xong rồi thì ông mời A Giật Đa vô. Đó bây giờ tôi mà cái đó nó phải qua cái chu kỳ của một trái đất nữa, mà qua cái chu kỳ diệt của một trái đất nữa. À, thì nó mới đúng cái này. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa là ý là nói cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Tất cả hình vẽ hay tượng của một vị Phật đều có đảnh tướng. Vậy Phật đảnh có nghĩa là sao ạ? Chứ đảnh là chữ đỉnh. Đảnh. Bây giờ Phật đảnh là cái đầu mình nó thuộc cái đảnh, cái đỉnh. Tất cả những người gì Phật dậy lên đi về phải đi bằng cái đỉnh. Cái đảnh tháp, đi trên cái đảnh, đi xuất ra. Vì thế mà trong cá cái phần mà gọi là đảnh giải thoát, mặt mắt sanh thiên. Nên nhớ cái câu này nè, là đây là những cái lối đi luân hồi của tất cả những người ở thế gian này. Nhớ là đảnh giải thoát nè, ở trên đầu muốn giải thoát đi bằng cái đầu. Còn mặt mắt sanh thiên là ở trên cái dục cái trong thế giới này, nó ở trong các cõi trời thôi. Đó. Là người ta nói gì cho nó hiểu. Bởi vì những cái danh từ mà cái tông thiền tông nó rất khác lại với cái vật lý. Thì vì thế mà thiền tông nói ra mấy ông vật lý không đồng ý đâu. Ông bắt buộc phải ngồi tu mới chịu. Còn nếu không tu ông không chịu. Rồi con hỏi tiếp đi. Có một dịp đi chung với một đoàn người trên sân bay thì có người nói là Master Juma Minh Sư, Tổ sư Minh Đăng Quang là tiền thân của Phật Thích Ca. Vậy cho con hỏi là có đúng như vậy hay không?
Thôi nói này mất công. Ông Nguyễn Đăng Quang ông chết đâu tôi biết, ông tu cái gì tôi biết. Nhưng mà thôi, cái chuyện thế gian không nói được. Nhưng mà muốn hiểu tất cả những người ở đây thì tôi đã nói qua, nói phất, nếu mà người nào hiểu gì Tiền Tông, biết ông tu cái gì, thành cái gì. Nên nhớ một điều, Thiền Tông mới được giải mã cái này thôi. Nhưng mà Thiền Tông không dám giải mã tất cả những người mà thành đạo ở thế giới này. Mà giải mã thành đạo thế giới này nó nằm trong cái giáo lý. Vì thế mà tôi giao cái giáo lý ai muốn tôi nói hết cho nghe. Giáo lý nó trắng bóc hết. Muốn biết thì giáo lý ra rồi tự đọc. Rồi nó đập chết mình ráng chịu, tôi không biết. Tất cả những người thế gian này, trong cái gì Đức Phật bảo là một vị toàn năng toàn giác mà ông nói hết. Nói từ khi ông còn sống cho đến mấy ngàn năm sau, 3.000 năm sau, ông nói tới 3.000 năm sau thôi. Mà giờ ông mới, cái lời của ông bây giờ mới phát ra 2.563 năm, mà mới nói chân thật mới có 2 năm mấy thôi. Thấy không? Còn trước kia, không ai nói chân thật mà có đệ tử ông nói thôi. Mà nên nhớ rằng, tất cả những người nói là làm này làm kia sao cùng giải thoát, nói vậy thôi. Thiền Tông không phải nói vậy. Thiền Tông muốn giải thoát đi qua cái công thức đó nè, chứ không có nói mơ hồ. Nhiều thầy tu mấy chục năm làm đã lời làm này cắt này làm kia, tu này tu kia giải thoát rồi, không công thức. Mà Thiền Tông không nói, Thiền Tông muốn giải thoát phải đi bằng công thức. Như thế nào người ta giải thích rất rõ ràng, thấy không? Còn cái này nó định lại, xin lỗi, ai nghe hiểu rồi, ai mà nghe hiểu Thiền Tông là tự hiểu cái này. Rồi, hãy tiếp đi. Trước kia khi chưa hiểu Thiền Tông thì con về các cái chùa vật lý thì cảm thấy rất hứng khởi và vui tươi. Và nay đã gặp được Thiền Tông thì con về chùa vật lý có vẻ như chán nản. Vậy hiện tượng đó là như thế nào ạ? Là mình kiến chấp. Tu Thiền Tông mà còn kiến chấp. Xin lỗi, tu Thiền Tông vô gặp cái chùa vật lý vẫn kính ông thầy đàng hoàng, Phật phải lại luôn. Ở thế giới này mà anh đã đến nước giống như người tập kia mà nhập gia tùy tục, gia đình ta cúng mà giờ anh vô anh nói sao, thấy không? Tất cả mình đến cái nhà của người ta tu đạo này, tu đạo Thiên Chúa thì mình dù có tu Phật thì nhân danh Cha và Con và Thánh Thần mình cũng làm tốt. Xin chú cứu rỗi cũng làm tốt. Ai rầy mình? Thế giới vật lý mà người ta vô nhà mình là mình ăn mặn mà vô nhà ta ăn chay cũng ăn. Mới đúng với người ta. Như vậy mới người Thiền Tông. Nếu tôi tu Thiền Tông tôi cao hơn ông sợ coi chừng. Ông cao nó đập ông chết được. Không có được. Mình không tới thì thôi, tới thì nhập gia tùy tục. Nên nhớ một câu. Nhưng mà nên nhớ rằng thế giới này là thế giới nhân nghĩa lễ trí tính. Mình tới người ta mà đúng một con người thì mình phải áp dụng con người. Con người người ta làm cái gì? Chuyên môn cúng, mời ăn. Không lẽ không ăn, nói tôi ăn chay tôi ăn không được. Ăn luôn. Thiền, tu vật lý không ăn, tu Thiền Tông ăn hết. Vì thế sao? Ông Phật đi khất thực, cúng cái gì ông lấy hết. Nhưng mà ông về nhà ông mới lựa ra, thấy không? Ông lựa ra rồi ông mới dư thì ông cho là mấy cái người kia. Còn cái gì thì ông ăn được cái gì ông ăn. Đâu phải mà nó tôi ăn chay rồi từ cá không ạ? Cúng đưa tôi hết, cái gì tôi cũng ăn hết. Nhưng mà sẽ tính. Bởi vì khi mà nó mình hiểu được cái này thì cái chuyện thế gian người ta làm sao phải vậy. Cho mình được có ấy, vô cái đền mình người ta lại cũng lại, nhưng mà mình lại nó khác. Mình lại cái ông cô hồn ông né. Chính cái Thiền Tông mà lại mấy ông kia né chứ không phải dở đâu. Thấy không? Thiền Tông nó lạ lùng đó. Chứ không phải mình là thế gian. Thiền Tông nó, bởi vì tại làm sao mình phải noi gương Trần Nhân Tông này. Nếu mà tôi tu rồi thì ông kia ông giác dao ông rượt ông sao vậy, là đây tao chém mà chết luôn. Có ai dám nè, có ông người tu nào dám nói như ông Trần Nhân Tông không?
Ông nói ông làm thiệt chứ không phải nói giỡn. Thấy không? Như thế mà ông đánh được mấy vạn quân chạy. Còn mình tu mà cái mặc áo là mấy ông kia hù rồi mà mình chạy là không được. Tiền Tông phải làm theo kiểu Trần Nhân Tông. Cướp nước tôi đạp ông chết vậy thôi. Về Phật giới nó khác. Ở thế gian này tôi là khác. Thế gian này là thế gian vật lý. Đói tôi phải ăn. Thấy không? Thì phải hiểu. Bởi vì Việt Nam mình nó may mắn là có ông chúa tu. Mà tu theo kiểu Trần Nhân Tông, mà tu đánh giặc đàng hoàng. Chứ không phải tu mà ngồi đó mà khiếp sợ đối với kẻ cướp nước được. Rồi con hỏi tiếp đi. Và khi con gặp một sư cô, con có chia sẻ một chút về pháp môn Thiền Tông. Thì sư cô có nói pháp môn đó là của tiểu thừa, của người ra. Thì khi đêm đó về con rất đau đầu và không ngủ được. Vậy là nguyên do tại sao ạ? Tại mình tức, tức nên nhất cái đầu. Thì chấp, nói gì ổng đâu bà nói gì nó. Mà nói tiểu thừa đại thừa gì kể bà, có nghĩa không có hiểu. Nhưng mà nên nhớ một điều á, tất cả những người mà bác cái Thiền Tông này hoàn toàn là chắc chắn là nằm ở trong cái thế giới âm. Mình chấp nó vô liền, nó vô rồi nhức đầu mình liền. Mình phải hiểu thế giới này nó vậy thôi. Chứ mình đừng có chấp đi. Chứ ông bà nói cái Thiền Tông là tiểu thừa thì thôi mình cũng cười đi. Đừng chấp hoàn toàn cho mình không có nhức đầu. Mình đem vô mình tức, mình tiếc tiếc cái bà này ngu quá. Rồi dính chấu liền. À, không được. Tại vì người ta không có hiểu. Vì thế mà cái Thiền Tông này đã mấy chục năm không dám nói nữa. Mà từ từ ta dẫn đi đến 60 năm sau ta nói ra mà còn bị chửi rồi chứ gì. Mới có 5-3 giây mà bị đặt độ người ta sao được, khó lắm. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, có vị thiền gia chia sẻ Phật là tỉnh thức, như vậy có đúng với Thiền Tông không ạ? À? Không, hoàn toàn là nó tu tưởng. Phật là tỉnh thức. Tỉnh là cái gì? Thức là gì? Thức là cái biết, biết là của con người. Tỉnh vậy. Thiền Tông không có tỉnh, không có thức gì trời. Đói đến thì ăn, mệt ngủ khò, có vậy thôi. Có vậy thôi. Thiền Tông theo ông Trần Nhân Tông nói đói thì ăn, mệt ngủ, có vậy thôi. Thấy không? Chấp tỉnh thức này kia nọ là hoàn toàn sai. Rồi con hỏi tiếp đi. Rồi hết thì lại. Hết thì ai muốn rồi, cái vị nó đọc cái bài kệ được. Rồi. Mời cô Trương Thị Bé Nga ở Ba Đình, Hà Nội ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính thưa bác soạn giả Nguyễn Nhân, kính thưa ban quản trị cùng toàn thể các quý vị, tôi là Trương Thị Bé Nga ở Ba Đình, Hà Nội. Vừa rồi thì tôi cũng có câu hỏi để đưa lên bác Nguyễn Nhân trả lời cho. Từ Hà Nội cũng xa xôi nhưng tôi cố gắng vào trong này, bởi vì cái thâm tâm tôi thì hôm 15 tháng 9 vừa rồi thì tôi có vào đây cũng định có câu hỏi để gửi luôn, nhưng mà hôm ấy thì lại không gửi được. Cái khi mà lúc buổi trưa tôi nghỉ trưa thì là tôi lại có trong thâm tâm tôi thấy nó trong thân tôi nó thấy nó lạ lắm, cho nên là tôi lại làm ra một bài thơ kệ. Thì tôi cũng trước khi đọc thì tôi cũng muốn hỏi là xin là bác trả lời cho con là lúc nãy thì cũng nghe là cũng có cái câu trả lời rồi nhưng nó chưa rõ nghĩa.
Tại vì là sau cái thời gian mà tìm hiểu về pháp môn Thiền Tông này thì trước đây con là đi cúng, đi cầu, rồi đi hầu, rồi đi làm rất những nhiều việc của bên vật lý. Thế khi mà đọc trong cái quyển 11 quyển sách, đồng thời là nghe tất cả những cái diễn đàn cũng như là những cái giải đáp trong diễn đàn, thì con cứ thấy hai cái suy nghĩ là mình thì rất là muốn để học theo pháp môn này, để khi mà không còn trên thế giới này thì được về Phật giới. Nhưng mà lại có những cái quyển sách thì nói là nếu mà làm những cái việc như thế kia thì mình không thể đi được, không thể tu học theo pháp môn này được. Thế rồi thì là trong cái thâm tâm thì bảo là thế thì mình rất là ham muốn, nhưng mà lại có những cái câu trả lời, thì có những cái sự mà hiểu biết nữa, thì lại cảm thấy rằng nếu mình ham muốn, mình buông bỏ tất cả thì mình vẫn về được. Thế rồi thì khi mà chưa được truyền Thiền Tông, chưa được làm một cái việc gì, thì tôi cũng vẫn thấy là quyết tâm là bỏ tất cả. Mặc dù là không theo được hoặc là không được cấp bí mật Thiền Tông, nhưng tôi vẫn quyết một lòng là phải làm sao để mình tu buông bỏ hết cả để tu theo pháp môn Thiền Tông này. Để nói là tu thì cũng không phải, bởi vì cái pháp môn này không phải là tu, mà không phải cúng cầu lại gì, mà chỉ là học theo để biết cái cách thức để mà trở về Phật giới thôi. Vì vậy cho nên là trước khi mà chưa được truyền thiền, tôi đã làm một cái khóa lễ, tức là cũng không phải là khóa lễ, mà tôi chỉ làm một cái, tức là cũng có một cái sự chỉ đạo, chỉ dẫn của những người đi trước, thì tôi cũng xin phép bên chùa, xin phép mẹ Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát bên chùa vật lý, và thầy ở chùa vật lý cũng đã nhận chuông, mõ và kinh kệ, tất cả các thứ mà con đã chuyển sang đấy ạ. Thế rồi con đã chuyển trước rồi mà con chưa được chuyển thiền, thì con sợ là có cái gì sai không, thì con muốn hỏi thầy như vậy ạ. Cái thứ hai nữa là khi mà con ngày xưa con đi hầu thì cũng chỉ là do cái hiểu biết một cách nông cạn. Thế rồi theo chị, theo em mình đi làm những cái việc này việc khác mà mình cũng không muốn làm, nhưng mà lại cứ dẫn đi như vậy. Khi mà theo có cái pháp môn này thì là con cũng làm cái lễ, là mặc dù là chưa được truyền thiền nhưng mà con vẫn làm là xin gửi cái khăn áo hầu đồng, rồi tất cả các cái thứ mà có dính líu đến bên bên nhà, coi như là cái nơi mà phủ của con, thì con cũng xin phép là các ngài là cũng để dùng cái đồng tiền, cái đồng tiền âm dương ạ, thì là để xin để được tu pháp môn, tức là được theo học pháp môn Thiền Tông này. Thì đấy là cái con đã làm như vậy, nhưng mà con sợ là có một cái gì nó sai không. Thì lúc nãy là có câu hỏi của con nhưng mà nó chưa rõ nghĩa, cho nên thầy có hỏi lại. Thì bây giờ con cũng mạn phép thầy, ban quản trị cũng như là tất cả các quý vị ngồi đây để nói lên cái tâm tư của mình. Thì từ Hà Nội về đây mà không hỏi được cái đấy thì cũng rất là buồn. Vì vậy cho nên là con hỏi vậy. Và trước khi mà thầy trả lời thì con muốn chia sẻ một cái bài kệ mà hôm 15 tháng 9 con có ngồi dựa lưng vào đây và con cũng làm cái bài này. Thì con đọc để thầy kiểm chứng cho con ạ. Rồi đọc đi. Xưa nay con cúng, con cầu, con sắm lễ vật, con hầu, con dâng, cứ cần là lại sắm mâm, chuông, mõ, kinh, kệ, lâm dâm, khấn hoài, chẳng biết rằng kêu với ai, tưởng tượng ra hết các ngài trên cao, nào là cầu siêu cúng sao, giải vận, giải hạn, ước ao, an lành, mà sao con thấy không đành, cứ cúng, cứ lạy mà hành cái thân. Ngày ngày con cứ âm thầm, ai nhờ cúng khấn là ngầm làm thôi, tưởng đó là để giúp người, đâu ngờ là tội đầy vơi khôn lường. Giờ đây con đã tỏ tường, không cúng, không lạy, cũng đừng mõ kinh, không ham châu báu phồn vinh, không ham tranh cãi tự mình dừng thôi. Lâng lâng nhẹ bẫng như rơi, và thấy nước mắt lại rơi lúc này. Tới đây con muốn tỏ bày 11 cuốn sách của thầy soạn ra. Con đã đọc hết tại nhà,
nhưng vẫn chưa thật hiểu cho kỹ càng. Lòng con, song lòng con rất muốn ham tu theo thiền học được về quê xưa. Hôm nay con đã tới chùa, đã được nhìn ngắm ngôi chùa Thiền Tông, thế là đã thỏa ước mong thăm chùa vãng cảnh trong lòng thảnh thơi. Ước mơ đã thỏa nguyện rồi, con muốn chia sẻ tại nơi đất này. Con xin đứng trước nơi đây cảm ơn quý thầy và cả quý ban. Thiền thanh hơn bạc, hơn vàng, hơn ngàn kho báu, hơn ngàn lần hơn. Con xin quyết một lòng son, buông rừng, thôi dứt sớm hôm tu rừng. Con xin thầy hãy giúp cùng, cho con vững bước không ngừng vươn lên. Cho con gặp được minh sư, đến được cửa thiền của Phật Thích Ca. Cho con tìm được ngôi nhà, phép thiền thanh tịnh đưa con về quê xưa. Con nguyện cố gắng sớm trưa, buông rừng, thôi dứt, không ưa luận bàn. Thiền thanh hơn bạc, hơn vàng, hơn ngàn kho báu tiếng vang muôn đời. Con xin dâng Phật những lời từ trong sâu thẳm cuộc đời của con. Thiền thanh tỏa khắp nước non, để cho dân Việt không còn trầm luân. Giác ngộ đưa tới toàn dân, để được giải thoát lìa xa luân hồi. Hết ạ. Bây giờ cái câu kệ này đó, thì cô đạt được, nếu mà bí mật thiền tâm cô đạt được, nên nhớ rằng cô làm cái bài giải trình thì cô sẽ được truyền thiền. Còn cái ban đầu á, thì cô hành nghề bên nơi vật lý. Bây giờ cô không hành nghề cô trả là đúng, thấy không? Có nghĩa là tại mình học nó đúng, là tại vì ngày xưa không cái thuyền ký này nữa, cái giáo lý này chưa, cái pháp môn thứ sáu này chưa ra thì không ai biết được. Mà giờ cô biết được rồi, cô quay đầu lại mà trả người ta là rất đúng, đúng cái thủ tục mà hồi ngày xưa mình không hiểu, mà ở trong cái đó mình đi theo những người ta cúng tụng hồ đồng đó, thì bây giờ mình trả lại đúng. Có nghĩa là tôi không hành nghề được, tôi trả lại thì rất đúng. Cái bài kệ này là nó xuất phát từ trong tấm Phật thanh tịnh của cô. Nó xuất phát rồi, rất quý. Cái bài này rất quý. Nó dám nói lên bằng sự thật. Thấy không? Thì tôi xác nhận là nếu mà cô chưa có cái truyền thiền thì cô cứ nạp cái bài này về, đồng thời làm cái bài giải trình đưa cho cái ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu sẽ truyền thiền cho. Ta sắp xếp với ngài ta truyền thiền cho. Cái bài này rất quý. Thì sự hiểu biết của cô rất đúng với Thiền Tông. Thấy không? Mà bây giờ vô Thiền Tông để làm cái gì? Trước mắt mình hồi xưa là mình đi tạo cái đó, gọi là mình tạo cái đó nó có hai cái dạng, một là phước đức, hai là ác đức. Nếu mà con giúp được người ta an vui, cô có phước mà giúp người ta lầm lỗi đó, thì cô là ác đức vô cái chỗ đó. Vì cái chỗ đó nó hai, nhưng mà thế gian này nó phải vậy thôi. Một là phước, hai là ác, có hai vậy thôi. Chứ cách nào thoát ra được cái quy luật này. Vì thế mà tôi góp ý cái bài này rất hay. Từ một con người mà không hiểu mà đã hiểu, nhận được cái Thiền Tông mà hiểu, thì thôi bây giờ muốn Thiền Tông muốn trở về Phật giới thì giờ có gì? Cần nhất tạo được công đức. Và thứ hai, truyền thiền để người ta đưa cho cái bài dẫn dò. Đó, nhờ cái bài dẫn dò đó mà truyền thiền người ta mới. Hơn nữa là mình nhìn được cái bản gỗ. Một lần đến đây truyền thiền, chư Phật chứng nhận cho người này đã đăng ký về Phật giới. Nó thật đăng ký về Phật giới thì nó có vững tin hơn. Thì cái bài này rất hay. Thì hồi nãy nó đúng hỏi, câu hỏi nó không có rõ. Thì bây giờ tất nhiên là những cái gì hành nghề cho cái vật lý cô đem cô trả mà ông thầy ổng nhận thì rất tốt. Thấy không? Chứ nếu ông thầy mà ổng cản thì nó hơi khó, mà ổng vui vẻ ổng nhận lại thì tốt. Có nghĩa là ổng đồng ý cho cô tự do đổi hướng. Thế ta đồng ý vậy là cũng tốt. Chứ nếu có nhiều thầy nghe không nhận đâu, khuyến khích này kia nọ giữ đó, kéo lại. Nhưng mà ông thầy ổng thả ra thì rất tốt, về cảm ơn ổng.
À, thì thôi bây giờ thì cô á, sử dụng cái bài này để mà nạp trong cái truyền thiền. Thì mong cô làm đúng thủ tục rồi gửi bưu điện vô. Chúc trong này có mấy chỗ đó, thì hỏi mấy cái người nào cô có điện thoại bằng cách nào, rồi ta sẽ báo bằng có số điện thoại đó. Thì nếu mà nhà cô còn lưu lại thì giờ cô đi tìm ông Lâm á, ha, biết không? Thì giao ổng cái bài này, tôi sẽ gửi cái bài giải trình sang, rồi cho địa chỉ điện thoại, cần nhất cái điện thoại thôi. Rồi ổng sẽ cái bài này á, thì cô nói đúng ra nếu mà nói về cô diễn tả là trong này cũng đã diễn tả cái cuộc đời của cô rồi. Trước đây cô làm gì, giờ sao con hiểu thiền tông. Thì cái bài này nó cũng đã nói lên hết rồi, nhưng mà điều cái thủ tục của nó đó thì có bài giải trình và câu kệ đạt, thì bài giải trình sẽ đạt, thì cô sẽ được truyền thiền. Và nếu mà trường hợp mà sẵn đây cô gặp anh Dũng mà anh Đằng chụp cái hình để mai mốt khỏi, cô khỏi gửi ha. Nếu trước kia nó có cô hình, trước cô có yếu chỉ chưa? Nếu chưa thì ta sẽ cấp luôn cái yếu chỉ và cái truyền thiền một lượt cũng được. Rồi. Đó. Dạ con đã gửi cô Nga Hải Phòng trả lời 26 câu hỏi. Và ảnh cũng gửi rồi ạ. Và giấy tường trình tất cả thủ tục thì cô ấy cũng hướng dẫn cho con ở cô Nga Hải Phòng, Nguyễn Thị Nga Hải Phòng ạ. Rồi. Thì cô ấy đã gửi vào đây rồi, nhưng mà con thì vẫn, mặc dù là con cũng không biết là có được truyền tiền hay không, nhưng mà trong tâm như vậy cho nên hôm nay con đến con hỏi, con rất vui. Xin cảm ơn thầy, cảm ơn ban quản trị thìa chùa, cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn. Rồi. Nếu hết thì ngực. Hiện tại đã hết câu hỏi, cuộc giải đáp xin ngừng tại đây ạ.